cầu nguyện cho hai linh hồn thì nhân lên nha. Ai có tinh thần thì cứ chuẩn bị nha. Có một câu chuyện kể về một công ty ở Mỹ như sau. Một người Mỹ tên là Hapok vừa mới thành lập được một hãng bưu điện rất là kỳ quặc với cái tên gọi là Liên Minh Thiên Đàng. Ông bà anh chị em biết cái công ty này có cái nhiệm vụ gì biết không? Công việc của hãng này là chuyển thư từ của những ai muốn gửi cho người thân quen đã qua đời, tức là gửi thư cho người chết. Thủ tục rất là đơn giản. Người gửi chỉ cần viết tên một tờ giấy với in sẵn và nộp một khoản chi phí đã được báo trước. Còn làm thế nào để chuyển thư ấy đến tay người chết là phần vụ của bưu điện mà của công ty Liên Minh Thiên Đàng này sẽ làm. Theo lời ông quả quyết rằng thư gửi nhất định sẽ tới tay người nhận, do nhân viên đưa thư của hãng là những người sắp chết và là tình nguyện gửi cho người đã chết, tức là người đi trước. Những nhân viên tình nguyện này sẽ học thuộc lòng nội dung của bức thư và cam kết sẽ nhắn lại đầy đủ với người nhận lúc mà người thân đã viết trong tờ giấy. Hơn nữa, Liên Minh Thiên Đàng tuyển chọn nhân viên của mình rất cẩn thận. Họ phải là người trong sạch, không có cái gì mờ ám trong cuộc đời trước khi Chúa gọi họ lìa khỏi thế này. Nên nhất định họ sẽ lên thiên đàng chứ không thể xuống hỏa ngục được. Xuống hỏa ngục sao gửi được, đúng không? Phải lên thiên đàng. Do uy tín của hãng bưu điện này ngày càng tăng mạnh nên ông Hapok đã mở rộng phạm vi hoạt động không những khắp nước Mỹ mà còn sang những nước lân cận. Công ty này mà về giáo họ chúng ta thì chắc là làm ăn phát đạt nhỉ. Cứ viết thư gửi cho người qua đời. Kính thưa ông bà anh chị em, mới nghe qua nhất là những người vô thần, không tin vào tôn giáo hoặc là không tin ở đời sau, thì câu chuyện kể trên rất là kỳ quặc, phi lý, không thể nào chấp nhận được. Nhưng còn đối với chúng ta không có gì đáng ngạc nhiên thưa cộng đoàn. Chẳng qua chỉ có khác về cách liên hệ mà thôi, cách gửi thư cho người qua đời mà thôi. Bởi vì trong giáo lý công giáo chúng ta đã trình bày rõ ràng từng chi tiết một. Mối dây liên kết giữa người sống và người chết bằng một tín điều quan trọng buộc mọi người phải tin, đó là tín điều các thánh chết, xin lỗi, người chết sống lại, Chúa Giêsu chết sống lại. Đó là một niềm tin của chúng ta, Chúa Giêsu phục sinh. Tuy nhiên, một điều khác biệt giữa tín điều người công giáo và hãng bưu điện Liên Minh Thiên Đàng này mà chủ của hãng bưu điện là Hapok là cách liên lạc với người chết. Cách thức của ông vừa thiên về vật chất, vừa dựa vào khả năng giới hạn của con người nên rất khó mà đạt được mong muốn. Còn cách thức liên lạc với người quá cố của đạo công giáo chúng ta phần lớn nhờ vào quyền năng, lời bảo đảm của Chúa, cũng như được minh chứng cụ thể do những cuộc hiện về của các linh hồn mà Chúa cho phép. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, thưa cộng đoàn, ngay hôm nay anh ở trên thiên đàng với tôi, đó là một sự quả quyết của Chúa Giêsu. Đó là tín điều mà chúng ta tin, xác loài người ngày sau sống lại và cả hồn cả xác. Như thế, việc liên hệ với người thân quen đã qua đời đối với chúng ta là một chuyện bình thường, dễ dàng và có từ ngàn xưa. Chỉ còn lại một công đoạn cuối cùng là chúng ta có liên lạc, có muốn liên lạc, có muốn gửi thư cho người quá cố hay không. Thật vậy, con người sống được với nhau là nhờ ân nghĩa. Tình nghĩa càng thắm thiết, càng thương nhớ đến nhau và muốn sống mãi bên nhau, nhất là đối với những người thân quen đã qua đời, thưa cộng đoàn. Hơn nữa, khi biết sống tình nghĩa với nhau cách đầm thắm hay nhạt nhẽo thì mới rõ ai tốt ai xấu, ai thật lòng ai gian dối. Do đó,
Tình nghĩa không những là một nhu cầu cần thiết cho đời sống mà là còn là một bổn phận của con người. Trách nhiệm phải đền đáp, chu toàn hết khả năng, sẵn sàng hy sinh, cầu nguyện cho người quá cố. Như đầu lễ cha xứ chúng ta có nói, ăn quả như kẻ trồng cây. Nếu thế thì chúng ta, những người còn sống tại dương thế này, đang có tự do hành động theo ý muốn của mình, phải càng sống thật tình nghĩa với những người đã khuất. Vì giờ đây họ chẳng khác gì là tù nhân, chỉ còn trông mong sự cứu giúp của chúng ta mà thôi. Nhưng sống tình nghĩa với những người đã chết không có nghĩa là nhớ lại những kỷ niệm, những hình ảnh, dáng điệu, lời nói của người đã đi trước chúng ta mà chúng ta thương tiếc, thương nhớ. Trái lại, một điều quan trọng là hãy biết những tình cảm đó, biến từ những tình cảm đó thành hành động yêu thương cụ thể có giá trị đời đời. Kính thưa cộng đoàn, đó là lý do chính yếu mà ngày lễ hôm nay cha xứ và ban trùm của giáo họ đã đề xướng để cho chúng ta cầu nguyện cho hai linh hồn cha cố Đa Minh và Vinh Sơn. Hướng về hai cha cố thân yêu của chúng ta, nhất là chúng ta ra sức tìm kiếm những tặng phẩm thiêng liêng để gửi làm quà tặng cho các ngài. Và một khi đã biết rõ cách thức gửi như thế nào, gửi những gì và gửi như thế nào và gửi cho ai đến tay các ngài, chỉ còn lại khâu cuối cùng là chúng ta phải tìm kiếm những quà tặng giá trị. Và không chỉ gửi mà thôi, mà chúng ta phải đặt cả cái tâm tình vào trong đó. Và nếu hai cha cố thân yêu của chúng ta ở bên kia thế giới, lỡ mà các ngài đang từng giây từng phút đợi chờ sự giúp đỡ của chúng ta, đó là lời cầu nguyện, đó là những thánh lễ hàng ngày, được nhanh chóng hưởng niềm vui với các thánh là hoàn toàn do chúng ta tỏ lòng hiếu thảo. Và chúng ta đã hiếu thảo thì sự đáp đền đó các ngài sẽ không quên chúng ta, nếu như các ngài đang ở trên thiên đàng. Vậy thì chúng ta hãy mau mắn góp công góp sức, đặc biệt là những lời cầu nguyện, tìm đủ mọi cách để hiệp thông cầu nguyện cho các ngài bằng việc xưng tội, rước lệ, việc làm phúc đức, nhất là trong mùa chay này, ăn chay hãm mình, cầu nguyện xin lễ cho các ngài, vân vân. Và nếu các ngài Chúa đã nhậm lời những lời cầu nguyện của chúng ta, các ngài trên thiên đàng rất vui, thưa cộng đoàn. Chúng ta nhớ xem, lúc các ngài là cha xứ ở trần gian này, các ngài đã chăm sóc chúng ta như thế nào. Như lúc này cha xứ, công của các ngài dựng xây về đời sống đức tin cũng như cơ sở vật chất, chăm sóc chúng ta rất chu đáo, thì chắc chắn ở trên thiên đàng các ngài sẽ phù hộ lại cho chúng ta, chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi người trong chúng ta, trong giáo họ chúng ta. Đó là một phần chắc chắn mà chúng ta tin tưởng như thế, thưa cộng đoàn. Kính thưa ông bà anh chị em, nhân ngày lễ rỗ hôm nay của hai cha cố, ai còn sống mà không biết tin tưởng hoặc là không nhớ đến những người đã qua đời thì kẻ đó không phải là con người. Và ai chỉ biết tưởng nhớ suông mà không biết làm những việc lành phúc đức cụ thể như giáo lý hội thánh dạy mà con đã nói trên, thì e rằng không thể xứng đáng là con cái của Chúa. Ước mong rằng con cũng như quý ông bà anh chị em có sự liên đới với những người quá cố một cách cụ thể trong đời sống của chúng ta, đặc biệt là có sự liên đới trong việc thực hành đức tin của một người Kitô hữu trong đời sống của mình. Nếu chúng ta sống đời sống đức tin tốt thì chúng ta sẽ nhớ đến những người quá cố. Chúng ta sống một đời sống đức tin mạnh mẽ, chúng ta tin tưởng các ngài đang ở trên thiên đàng. Và như thế lời sẽ về ai? Thưa là về mỗi người trong chúng ta. Ước mong rằng mỗi người trong chúng ta hiểu được như thế để chúng ta sống đức tin tốt hơn, và chúng ta hàng ngày chúng ta nhớ tới những người quá cố, đặc biệt là hai cha cố cũng như người thân của chúng ta là ông bà cha mẹ, người bạn hữu của chúng ta đã đi trước chúng ta.
Ước mong rằng chúng ta hiểu như thế để rồi chúng ta sốt sắng cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện cho các ngài trong thánh lễ này. Xin cảm ơn cộng đoàn.